Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Trước mặt các bác đây là vừa về hai cục Yamaha, một cục là khách trao đổi lấy con Crown XT 2000, còn một con là vừa về. Đấy. Nhưng mà nói chung là vừa về vừa dọn thôi. Đây nhá. Các bác xem là vừa thêm một đôi ôm nữa này. Ôm BR10. Và đây là đôi này em đã sơn xiếc lại sạch đẹp. Nhìn vỏ xấu quá, sơn hại. Còn đôi kia thì em chưa sơn nhá. Đấy. Đây tiện quay luôn cho các bác là nhiều cái loa về nó khó lắm. Đấy. Nó bị kiểu như thế này. Đây. Bên trong thùng phân tần này. Rất đẹp. Mức cả là đời trước đời sau. Thế mới chán. Đấy. Còn trong này nữa thì em về được cái con trầm Tech Q218 thì đang chờ tí nữa sẽ vệ sinh. Vỏ đánh sạch sẽ rồi nhưng còn tí bụi bẩn. Tí nữa em sẽ vệ sinh và bay lại lớp sơn cho nó đồng đều chứ không nhìn trông loang lổ quá các bác kêu. Còn đây cái loa đồng trục 30 nhá. Cái này là của NAT nhá, NAT NAT nhá. Đấy, phân tần của nó khủng bố đấy các đại tàu này. Quận bát này, quận tép này, 1 2 3 4 5 5 tụ này, 4 trở này. Đấy. Bông thủy tinh bông ngứa. Chẳng có gì ở đây này, bằng dính gì này. Đấy, hai thoát hư này. Đời này thì lại bông bông này nha, đời này đời trước, đời này đời sau nhá. Đời trước này. Con này đời này là không biết là như nào đây, chắc đời trước đi. Quái bông của AR đi nhá. Xong thì con này thì nó lại bông của dòng JB. Đấy. Như lần trước em có giới thiệu. Đây, con này bông của JB nhá. Phân tần thì như nhau. Đấy, phân tần như nhau nhá, không sai đâu nhá. Bông này không của JB thì bông gì, đúng không ạ? Bông này rất là ngứa. Tí phải rửa tay thôi chứ không cái này cho mồm ăn thì lúc sau đi cấp cứu. Đó. Cái này em sẽ đợi lên đây xong lát nữa sẽ bay lại sơn. Còn những chỗ này thì không biết nó có bắn sần được không. Nếu bắn được thì bắn, không bắn được thì mang cho thợ người ta bắn thôi. Tức là mình làm qua qua thôi. Xong đấy nha. Là anh em chỉ việc bắn sần lên thôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây, đôi SP này em chưa tháo ra. Cứ để nghe, vừa nào. Đây. Về hai chiếc Yamaha. Con này thì giá giao lưu là 4 triệu. Có bác khách trên Hà Nội có hỏi rồi thì em báo là 4 triệu nha. Tình trạng là không biết bác khách trước ở trên Bắc Ninh bác Nam nào mà chập mất một đôi sò. Sò này em mua xịn tháo máy đã vào là hơn 400.000 một đôi sò rồi. Khiếp quá. Đắt kinh khủng. Còn con dưới thì về trong tình trạng là máy móc hoạt động bình thường, chưa phải làm mộng làm cái gì cả. Đấy. Con trên này thì con bảo hành, gọi là bảo hành thôi. Em vẫn bảo hành lại cho các bác. Bán là giao được 4 triệu, con dưới 4 triệu rưỡi nhá. Đấy, con dưới thì bác khách gần Nam Định hôm qua có hỏi. Con trên thì bác khách ở trên Hà Nội có hỏi. Con TD5 này 2.9 triệu vẫn độc giá cũ cho các bác. Chiều tối nay hoặc mai thì em sẽ phẫu thuật nốt con TV SP2 TI này ra cho các bác xem nội thất. Đấy. Nói chung hôm trước về vội là cứ nắp cái bát này vào. Cái rốn của nó trông hơi xấu. Nói chung là nó đánh bay lắm, chuyện bình thường. Thì em cũng báo cáo với lại bên chủ hàng Trung Quốc rồi. Thì người ta có bớt được có mấy trăm nghìn thôi. Em nói thật, 15 triệu rưỡi bây giờ bớt được có mấy trăm thôi. Thì tí nữa chiều nay tối mở tung ra, tháo ra xem còn cái gì không, trừ nốt cả thẻ. Được chưa? Đấy. Đây nha, hiện tại em có từng này hàng. Và đây cái đôi đồng trục 2 năm này cũng chưa sơn, nhưng mà tí nữa sẽ bê ra sơn, tiện bê ra sơn luôn. Đồng trục 2 năm. Cái này mẫu của Soundblast với Airsimax thì cái. Thì nó sẽ sơn luôn cả thẻ. Tiện công sơn luôn cả thẻ. Đấy. Đây nha, thùng đây nha. Thùng này màu gốc của nó là màu như này. Đấy. Sắp tới sang tháng thì không biết là cửa biên nó có thông quan không. Nếu mà thông quan thì về được nhiều cái hàng bãi cực kỳ chất lượng cho các bác. Chứ không phải là dăm ba cái hàng bãi nạc trôi này đâu. Bởi vì những cái hàng bãi nạc trôi này thì em báo cáo luôn với toàn thể các bác nghe này. Nó gọi là ăn Tết xong ấy thì người ta còn nghỉ hàng gì mình cần mua thì người ta sẽ bán nốt. Thì đây những cái này này thì em kiểm tra bát tép này, còn kia là bát ngon zin, tép ngon zin nốt. Đấy, mỗi cái là thùng của nó đời trước đời sau. thế này thành ra mới vỡ được cái giá gọi là khá tốt. Còn những cái này rất là rẻ này, 3 triệu rưỡi bao xịn cho các bác này, em mất công sơn lại sửa lại và làm cho nó ngon lành.
mất mũi lưới. Thì em cũng gọi là nhà còn mấy cái tấm lưới thì em sẽ uốn theo cái khuôn của nó. Sau đó là các bác nào đấy thì em sẽ gửi hàng cho các bác thôi, không vấn đề gì cả nha. Uốn theo khuôn lưới, tí nữa sẽ sơn lại. Còn những cái thùng nỉ này nha, thùng 40 nỉ này nha. Thùng ti vây này em nói thật các bác, làm nó hơi bị cực nhọc luôn này. Đấy, các bác thấy chưa, nó còn xịt, nó còn bay ra cả bụi. Đấy, xịt nó còn bay ra cả bụi này. Đấy, xịt nó còn bay ra bụi, không xịt nữa. Đấy, định bảo là xịt nữa máy nó kêu giờ nên kêu luôn. Thì đây, em quay nguồn cho các bác xem này. Đây nhá, đây là cái cụ bát, bát của con Trầm Tech này, QS218 này. Đấy, bát của nó đây, bát 20 nhưng mà từ 17 à từ 15-6 côn 51. Đây, cái này đã khủng bố chưa. Đấy, con này đã khủng bố chưa, bát 20 một găng tay này, thước đây em đo luôn cho các bác nha. Đấy, nó chéo ốc cho nó chuẩn nha, đúng 20 chưa, 21 đấy. Đấy nha, rồi em sẽ quay lại cái phần cụ tử cho các bác xem này. Con này rất là nặng, bát không thổi là 45 cân này. Đây, đo chuẩn nha, 15-6. Đấy, đúng 15-6 chưa. Đấy, bát 20 từ 15-6 côn 63, à côn 51, chuyên đánh súp côn 4 lớp, dây to lắm, độ nhạy thấp nhưng mà tiếng nó đánh kinh lắm. Cái loại này nắp vào cái thùng này nó đánh tiếng kinh hồn khiếp vía luôn, tiếng đánh xuống rất là sâu. Đấy, tiếng súp nó đánh rất là sâu. Thì đây là hiện tại có cái hàng gì em báo cáo luôn nhá. Thì đây còn một chiếc này bây giờ nốt này, đây còn một chiếc Soundlab. Soundlab cái mẫu này là C Max mấy CF gì mấy đấy, kệ nó, không sao cả. Về trong cái tình trạng như này, xấu như hình, được chưa, xấu như hình. Đấy, thì con này thì em mua được rẻ, em về bán rẻ xem là có bác nào giao lưu không. Em chả cần. Đấy, bán được thì bán, không bán được thì thi thoảng cho anh em mượn nghịch cũng được. Đấy, đây màu sơn gốc đây, giống nhau không. Đấy, có sao là quay vậy, thế cho thực tế. Bởi vì mới ăn Tết xong người ta chưa có hàng đâu. Trung Quốc nghỉ Tết hơi kinh đấy các bác ạ. Trung Quốc người ta nghỉ Tết đến gần hết tháng riêng bắt đầu mới làm việc. Như 3-4 ngày hôm nay em mới chốt được vài cái đơn, nhưng mà không biết là bao giờ biên thông quan. Bao giờ biên thông quan thì em sẽ về mấy cái hàng siêu phẩm cho các bác. Đấy, cơ bản là những cái hàng ví dụ như đôi TV này cũng là sản xuất tại Mỹ nhưng mà bán sang Trung Quốc, người Trung Quốc mua vào năm 1999, sản xuất đời năm 99 và bán sang Trung Quốc là tầm 2004-2005 là mẫu này dừng sản xuất rồi. Đấy, không sản xuất nữa. Nên những hàng này gọi là hàng gần như là còn khá là mới. Nếu về Việt Nam thì nhiều con vỏ viết của nó sẽ như thế nào đấy. Còn đây là hàng này, hàng tương đối nhá. Về cái này thì rất là mất nhiều công để cắm máy hơi vào xịt cho nó sạch, bay hết cái bụi trên này đi. Đấy, xịt nó bay hết bụi này đi. Còn nhiều anh em nhá, em nói thật này, bây giờ em nói luôn này này. Nhiều các bác cũng kiểu thợ bán, nhưng mà mua về nha, nỉ rứt bằng sạch ra xong là đấy, gọi giấy ráp đánh qua qua các vi viết cho bay hết bụi bẩn các tầm nham đi thôi, xong bắt đầu là bắn sần lên. Xong bảo là ti vây thế này, ti vây thế kia, thật ra không phải đâu. Ti vây đời nỉ này, SP2TI này là nỉ này. Đến năm 2006 hay 2007 gì đấy là thùng nỉ là người ta không sản xuất nữa, bỏ nỉ bắn sần hết. Đấy, theo như thông tin này em được biết thì nó như thế, bởi vì những các cái đời cổ thì vẫn có nỉ, đời cổ thì vẫn còn nỉ. Như Mỹ là thùng nỉ đầu tiên, và đời năm 1999 đã có đánh Big Arm này, hay nhỉ. 1999 đã có đánh Pacific mới đánh Big Arm, rất là rất là khiếp luôn. Ok, cái này chiều tối em sẽ mở ra xem là còn cái gì, là còn khiếu kiện Trung Quốc luôn nha. Đấy, khiếp, sống mà toàn bởi Trung Quốc nó lừa này. Đấy, Trung Quốc nó suốt ngày nó dắt mũi anh em Việt Nam mình như đúng rồi. Em sợ lắm các bác ạ. Đấy, cái nô này mà mở ra bên trong nó còn như nào nữa thì đúng là cạch cái ông này, chuyển sang ông khác. Bởi vì nô hàng sắp tới này em chuyển nô khác rồi. Thế còn cái nô này với nô trước là em vẫn lấy của ông khách quen.
ông chủ hàng quen, còn sắp tới là sang cái chủ hàng Trung Quốc khác, chất lượng nó sẽ tốt hơn nhưng giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok, giới thiệu tổng quát những cái mặt hàng hiện tại em đang có đến đây nhá. Còn cái loa, mấy cái loa nữa nhưng mà thôi, nửa chưa bê. Ok, giới thiệu toàn thể các bác như thế nhé. Các bác quan tâm thì hãy trực tiếp. Rồi sau khi xong, ví dụ đôi đồng trục 30 xong thì sẽ thôi cuối tháng xả giá tốt cho các bác. Đồng trục 2 năm thì cũng xả giá tốt cho các bác. Ui TV này cũng coi như là nên được hết cuối tháng. Ngày 29 âm lịch nên này chim hết nha. 29 âm lịch là nên này chim. Xả sập sàn luôn. Đấy, các bác nào mua thì đến 29 xem, hoặc là cần thì mua ngay thì cũng được. Đến 29 em sẽ giảm giá cho các bác rất là tốt luôn. 29 nhé. Đến buổi trưa ngày 29 âm lịch tháng riêng. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip lần sau.